Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Hyundai Santa Fe Gold. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 97701262000. Đây là Margin Korean của công ty Halon Hàn Quốc nha anh em nhé. Biểu tượng này thì em nói trong nhiều video rồi, thì trong video lần này em xin phép không nói nữa. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua về cái đặc điểm nhận dạng của cái lốc Santa Fe Gold này. Với cái lốc Santa Fe Gold này, đấy là đời lốc vuông, 4 chân xuyên qua thân, bắt vào lốc máy. Đây, 2 chân dưới và 2 chân trên. Bully của nó là chạy bản BK, tức là 5BK. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, 5 rãnh, tức là 6. Cái bully của nó, mọi người để ý một chút này. Cái trục của nó ở phía ngoài này, hơi đua ra ngoài một chút này. Thân được, lốc được lắp ghép với nhau bởi hai thân. Một thân đuôi và một thân đầu, xuyên qua bằng những con ốc. Đây, đây. Bốn con ốc đấy. Và mặt bích của nó, đây là bích thò thụt ạ. Đây, một bích của nó đường hạ, một bích đường cao. Anh em về chỉ việc xoáy cái lắp nhựa này ra là chúng ta có thể đưa cái đường ống trên xe sẵn có của mình vào. Đây là phía mặt bên này nhá. Phía đuôi, đây là phía đuôi lốc này. Đó. Và đây là phía bên này. Lốc này thì hoàn toàn là dùng bằng cơ, tức là chưa liên quan gì đến hệ thống van điện. Điều chỉnh đóng mở bằng mặt hít này và buôn điện. Đây. Đây là cái giắc điện của nó. Giắc điện của buôn điện đấy ạ. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Hyundai Santa Fe Gold. Anh em có nhu cầu cần tư vấn liên hệ hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Bên em hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào.